quân cánh trái đi 500 về hướng Tây, tập hợp cùng quân cánh phải bao vây thực hiện trận Rộng Kìm. A Tề, huynh còn cách nào không? Ta thua rồi. Nhưng tại sao lại là trận pháp thế này? Dùng trận dãy cá không phải tốt hơn? Trận dãy cá đương nhiên năng lực tấn công mạnh hơn, nhưng yếu điểm ở phần đuôi cũng rất rõ rệt. Một khi bị phá, toàn quân sẽ bị diệt hết. Còn trận Rộng Kìm tuy độ khó cao, nhưng dân tướng quân của chúng ta có năng lực chỉ huy chiến thuật rất giỏi. Ở trung hậu phương của thế trận, ngồi yên chỉ huy là có thể khiến hai cánh dễ dàng ra vào, hợp cả công và phòng. Tiến thì có thể tích cực tấn công, lùi thì có thể cố thủ thành trì hậu phương. Xem ra lời tướng quân nói không hề sai. Ngươi đúng là có năng khiếu bày binh bố trận. Ta cũng vì nhìn thấy trong sổ ghi chép của hắn có đủ các trận pháp và kết hợp với tình hình thực tế, phân tích lợi và hại đối với Đông Duệ, nên mới nói hắn là kỳ tài. Tướng quân, đây là lần đầu ngài khen ta. Ta không nằm mơ chứ? Tiểu Ương, không ngờ đó, ngươi lại có năng khiếu này. Không hổ là đồ đệ của ta. Ta chưa từng nghĩ chơi ghép trò chơi của ta lại là năng khiếu của ta. Cuối cùng ta cũng có ích rồi. Ta không làm mất mặt cha ta nữa rồi. Tiểu Ương, ngươi đúng là giỏi bố trận. Sau này ta sẽ sai người chỉ dạy cho ngươi, rồi sẽ có ngày ngươi trở thành một quân sư xuất sắc. Tạ tướng quân, tạ sư phụ. Ta nhất định sẽ cố gắng chăm chỉ học tập. Ta sẽ không phụ lòng tướng quân và sư phụ. Ta sẽ trở thành cánh tay đắc lực của tướng quân, cùng tướng quân bảo vệ Đông Duệ, có chí khí. Không hổ là nam nhi liệt gia quân. Chiêu Đồng, ngươi đưa Tiểu Ôn về nghỉ đi. Mai phái người đưa hắn đến viện quân sự. Rõ. Xem ra lời An Tùy Tùng nói không sai. Con đường đời của mỗi người không chỉ có một, cách thực hiện ước mơ cũng có rất nhiều, chỉ là lựa chọn của mỗi người khác nhau. Ồ, không ngờ ngươi có thể nói ra câu triết lý như vậy. Đương nhiên, trong cái đầu của ta có nhiều thứ lắm đó. Tướng quân, chơi đến đây là thua hết dáng rồi. Không chơi nữa. Hôm nay huynh may mắn, rõ ràng là do huynh không tập trung. Dạo này bận rộn việc quân. A Tề, huynh có cảm thấy trong phủ có hơi u ám không? Cũng tạm. Đợi bận hết đợt này, ta muốn trang trí lễ phủ. Được thôi. Tướng quân, đây là An Trần Treo ấy mà. Hình như huynh đối xử với hắn rất đặc biệt. Đặc biệt? Đặc biệt chỗ nào? Sao có thể chứ? Ta tuyệt đối không thích cô ta. Ta chỉ nói là đặc biệt. Ta không nói thích mà. Quynh nghỉ ngơi sớm đi. Ta về phòng trước đây. Con người một khi động lòng thì sẽ có điểm yếu, sẽ không còn vô địch nữa.
Sao lại lấy bộ màu xám thế? Mấy hôm trước An Tùy Tùng khen bộ này đẹp, gần đây không phải nghe đều mặc màu này sao? Mang xuống đi, đổi sang màu đen. Còn cả phụ kiện cũng mang đi đi. Rõ. Tướng quân, tua đua trên phụ kiện của ngài cũng là màu sáng, ta tháo ra giúp ngài nhé. Cái này giữ lại, người lui ra đi. Rõ. Tiêu phó tướng, hình như tâm trạng tướng quân không tốt, còn cần ngươi nói sao? Người có mắt đều nhìn ra được. Tướng quân làm sao vậy? Ta mà có thể đoán được tướng quân nghĩ gì, thì bao nhiêu năm qua ta vẫn chỉ là phó tướng sao? Biểu cảm này của tướng quân khiến ta không dám vào. Hay là ngài mang y phục vào nhé. Ôi chao, xin lỗi, ta dậy muộn rồi. Ngươi đến thật đúng lúc. Thường ngày ngươi giỏi làm tướng quân vui vẻ nhất. Nào, trông chờ vào ngươi đó. Tướng quân, ta đến giúp ngài thay y phục. Không cần ngươi. Tướng quân, ta nói không cần ngươi. Còn nữa, sau này không được cười với ta. Sao lại hát gì thế? Tối hôm qua bị cảm lạnh, tướng quân không cần lo lắng. Ta có nói ta lo lắng sao? Nếu như là bị cảm lạnh thì không cần hầu hạ ta nữa. Tiểu Đông. Dạ. Sau này việc hầu hạ ta để ngươi làm đi. Vậy An Trần thì sao? Trong phủ rộng như thế, không có việc khác có thể làm sao? Ngươi lui ra đi. Vâng. An Trần, thất sủng rồi sao?